Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai khiến trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Bên Hồ Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của anh Bảo trên đường Cách Mạng tháng 8 thành phố Cần Thơ ạ. Chia sẻ cùng với cô chú anh chị hôm nay là một lô phôi mai vàng tứ quý bonsai quái dị nha cô chú anh chị. Chúc quý cô chú mình xem lý vui và chọn được những phôi ưng ý để mình sưu tầm ghép những giống mới cho năm sau cô chú anh chị ha. Em xin phép được clip chia sẻ luôn. Dạ em chào chị Phương ơi. Dạ con chào cô chú anh chị gần xa ha. Lâu quá nay con mới lên clip lại ha. Tại vì cây cũng kiếm ngày càng khó ha. Nay con có lượt về được là 13 thôi. Hôm đó có tứ quý với mai vàng. Rồi cũng không làm mất thời gian cô chú ha. Con xin vô cây số 1 và cây tứ quý nha. Dạ. Dạ. Cây số 1 là cây tứ quý nha cô chú. Cây này cũng có củ đế khá đẹp nha cô chú. Nói chung là đế nó trong này cũng còn cũng có nhiều lắm cô chú ơi. Rồi. Dạ hoành cái vị trí. Hoành vị trí này được 26 nha cô chú. Dạ. Rồi con đó củ đế. Dạ củ đế đặt. Củ đế là được 107. Dạ đế sổ là được 20. Dạ chiều cao của cây là được 66 ạ. Rồi mã số 1 tứ quý này xin giao lưu cô chú là 2.800.000 con bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi con xin vô lâu cây số 2 là mã tứ quý luôn nha cô chú. Một cốt nha, tay cành thì khá đều nha cô chú. Cái này con cao cốt cành cũng đúng. Dạ, tay cành nó tứ diện luôn cô chú ơi. Cái này cô chú về mau lập tàn chơi nha. Cái này cũng củ đế cũng khá xinh nha cô chú. Có đế nguyễn củ này gom gọn à. Này có đế nè, con chưa có mau hết nữa. Dạ rồi. Cái này nó gom củ đế nha. Dạ hoành cái vị trí đây là được 33. Dạ củ đế là được 78. Dạ đế sớm là được 22. Dạ chiều cao của cây là được 1,5 m nha cô chú. Rồi mã số 2 này con xin giao lưu cô chú là 3.600.000 con bao ship toàn quốc luôn ạ. Dạ, 3.600.000. Cái này nộp cái đây không là ok luôn đó cô chú. Rồi, mã số 3 là cũng là tư ý nha cô chú. Dạ, cái này thì lùng lực nha cô chú chị ha. Cái này củ đế cũng khá nhiều nha cô chú. Nó giống như cái núi trong này nè. Đó. Đế sởm cũng khá. Dạ, đế sởm khá cũng đẹp đó cô chú. Dạ, cái vị trí đây là được 29 ạ. Con đó củ đế trên này là được 73. Tổng bầu đế là 126. Dạ, đế sởm là được 29. Đế sởm được 29 nha cô chú. Rồi mã số 3 tứ quý này con xin giao lưu cô chú là 3.500.000 con bao ship toàn quốc luôn ạ. Dạ. 3.500.000 sao cô chú anh chị ha. Dạ mã số 4 ha cô chú anh chị. Rồi con xin giao lưu mã số 4 là mã cây mai sù nha cô chú. Sù chảy luôn nha, sù chảy được khoảng 80% hết rồi cô chú. Đây chị Phương quay cho cô chú xem cái nước sù nha. Sù cấp nha cô chú. Sù mà có đế non. Dạ, sù mà đế đẹp luôn nha cô chú. Sù đế sổ đế đẹp luôn, đều luôn hả. Cái này có mấy cái chi cầm này cũng vừa ghép luôn á cô chú. Cái này về mau chơi nha cô chú.
Dạ con xin đo thông số ngay vị trí ngay eo này là được 33. Dạ. Con đo cái củ ham cải cho cô chú nha, củ xù. Rồi củ xù được 44. Dạ. Dạ đế sổ được 26. Chiều cao của cây là được 68. Rồi mã số 4 này, cái mã xù này con xin giao lưu cô chú là 5.200.000 con bao ship toàn quốc luôn. Xù mà có đế khá đẹp hết cô chú. Dạ rồi. Và mã số 5. Rồi mã số 5 là em mai vàng nha cô chú. Đế sổ nha, cụ đế cũng khá đẹp nha cô chú. Bây giờ mình có duyên. Cái này cô chú về chơi game nó cũng đẹp nha cô chú. Thân lắc lượng. Dạ hoành cái vị trí đây là được 26 à. Dạ. Cũ đế đặt là được 70 à. Dạ. Dạ đế sổ được 26. Chiều cao của cây là được 60. Rồi mã số 5 là con xin giao lưu cô chú là 2.200.000 con bao ship toàn quốc luôn. Dạ, 2.200.000 con bao ship. Con này lắp lượng có củ đế luôn cô chú. Mã số 5 là phôi mây vàng nha cô chú. Mã số 6. Rồi mã số 6 cũng là phôi mây vàng luôn cô chú. Cây này giờ mà có duyên hơn cô chú. Đế sổ đều đầu luôn, không phải đi không. Cái này cô chú về chơi bonsai là hết sảy luôn nha. Dạ hoành cái chí này được 24 à. Đó cũ đế trên này là được 75 à. Tổng bồ đế là được 100. Dạ đế sổ là được 22. Chiều cao của cây là được 49. Rồi mã số 6 này xin giao lưu cô chú là 2.400.000. Con bao ship toàn quốc luôn. Giờ mã số 7 nha cô chú, cũng là phôi mây vàng luôn. Này nó có cành phóng cũng đẹp nha cô chú. Cành phóng nhạo luôn nha cô chú. Dạ. Lắp được quá trời. Cái này nói chung đế cũng khá nha cô chú. Có củ não luôn chứ vậy ha. Dạ, cây đâm chồi sống khỏe mạnh cô chú. Dạ. Dạ hoành cái vị trí này là được 23 ạ. 23 nha cô chú. Dạ tổng bầu đế là được 105. Dạ chiều cao của cây là được 44. Dạ cũng đó cái cành phóng này là được 33. Rồi mã số 7 này con xin giao lưu cô chú là 900.000, con bao ship toàn quốc luôn. Rồi mã số 8. Cây giá lùa tự nhiên nha cô chú. Cây này có cốt cành luôn cô chú vậy ha. Đế cũng khá đế cô chú vậy. Cái này nó có cái cành hồi về khá đẹp nha cô chú. Cây này tự nhiên luôn à. Nói chung là củ đế nó cũng khá lắm cô chú ơi. Trong này là đế đều luôn nè. Dạ, con xin đo thông số luôn à. Dạ, hoành cái vị trí đây là được 20, 27 nha cô chú. Dạ 27 hoành ạ.
Dạ tổng bồ đề là được 118. Dạ chiều cao của cây là được 49. Dạ cành phóng của cành phóng là được 59 nha cô chú. Rồi mã số 8 này là cô giao luôn cô chú là 2,2 triệu, con bao ship toàn quốc luôn ạ. Dạ 2,2 triệu. Nhắn mà tự nhiên luôn cái tốt cành tớ luôn ạ. Rồi mã số 9 là phối mấy hàng nha cô chú. Mẫu cốt nha. Dạ, cái này có con củ ốc đó, khá đẹp nha cô chú. Giá thì năm năm mà trên này nó gơm củ cho cô chú. Dạ rồi em xin số đo luôn ạ. Dạ hoành như đây là được 21 rồi cô chú. Dạ. Đo cái củ hạ cho cô chú xem mà. Dạ cái củ đây là được 41 ạ. Dạ rồi. Tổng bầu đế là được 85. Chiều cao của cây là được 88. Rồi mã số 9 này con xin giao lưu của chú là 1,6 triệu, con bao ship toàn quốc luôn. 1,6 triệu nha. Dạ. Mã số 10 nha cô chú, cũng là may mùa luôn hả? Rồi mã số 10 cũng là phôi mai vàng nha cô chú. Quái nha. Tai chim nhỏ chưa cô chú? Đế cũng khá là đều luôn đó. Dạ, em xin xích đo luôn ạ. Con đo nghe eo trên này cho cô chú đây. Nghe eo đây là được 21 cô chú. Dạ. Rồi con xích xuống dưới. Dạ, xích xuống dưới này là được 24. Dạ, dạ tổng bầu đế là được 98. Đế sớm được 20. Chiều cao của cây là được 63. Dạ bán ngang được 50. Dạ mã số 10 này con xin giao lưu của chú là 2 triệu chẳng ạ, con ba ship luôn ạ. Dạ. Mai vàng tai chim nhão cho các cô chú. Số 11 là phôi mai vàng lắc 3D nha cô chú. Tay cành nhạo nha. Dạ. À, dán thú luôn. Tay chi nhạo rất là lục cô chú. Dán này dán thú luôn cô chú. Nhìn nó quá nhắm rồi. Tay cành này cô chú về khỏi sửa nha, chơi luôn nha. Khá là đẹp à. Dạ hoành ý chí đây là được 22. Dạ. Tổng bồ đế là 104. Chiều cao của cây là được 88. Dạ tán ngang là được 50. Mã 11 này con xin giao lưu của chú là 1,900,000, con bao ship toàn quốc luôn. Dạ. 1,900,000. Số 12 là phôi mai vàng luôn cô chú. Sumo nha. Cây này có to lắc cũng gắt lắm cô chú. Có cái củ khá là đẹp nha cô chú. Có cây đuôi luôn ha. Củ to không lo chích đói cô chú ơi. Dán nó cũng quái quái chứ nha cô chú. Rồi cô xin tao thông số à. Dạ cái vị trí này được 37 ạ. Dạ. Dạ cái cũ là được 65 ạ. Dạ rồi.
Tổng bồ đế là 111. Bé sở là tổng rễ bự bự không mà nó chết kìa. Dạ chiều cao của cây là được 63. Dạ đế sổ là được 30. Rồi mã 12 này con xin giao lưu của chú là 3.200.000, con bao ship toàn quốc luôn. Mã số 13 nha cô chú. Mã 13 là phôi mai vàng nha cô chú, gió lùa nha. Cây này đang sống khỏe nha cô chú. Cốt thêm thì vui chơi luôn à. Cái này con ship cái này cũng nặng tiền lắm nha cô chú. Tại vì nó cồng kềnh quá. Cái này nó cũng già cây lắm. Gió lùa khá đẹp nha cô chú. Lé này nó gói màu luôn. Nó có bụi bên đây đó giống như chén thú nha cô chú, đang ngồi vậy đó. Nó được cái khôn là nó được lùa heo về đó luôn, cũng khá đẹp nha cô chú. Rồi, con xin đo thông số luôn à. Dạ, hoành ý chí ra được 28 hoành ạ. À. Dạ cụ đế là được 92 ạ. Con đo tổng bầu đế là được 120. Dạ cái cành bay này là được 125 ạ. Chiều cao của cây là được 79. Dạ mã 13 này con xin giao lưu của chú là 3.400.000. Con bao ship 300 cây số. Dạ, cây dáng bay tự nhiên luôn ha cô chú. Có cành thì có sẵn luôn ha. Rồi mã 14 là phôi mai vàng nha cô chú. Đó, mã này cũng là mã cuối clip luôn cô chú. Phôi mai vàng này là đế khá khủng nha, sổ một ôm rồi đi. Lâu nay con được cái săn được cây khá khủng à. Chơi mặt nào cũng ok lắm. Con chưa có trà rửa nữa cô chú ơi, cũng còn hơi đen nè. Này trà ra là vàng cay lắm nha cô chú. Đế sổ rất là cao luôn mà đế nó đều bầu luôn á cô chú. Sumo, đế sumo. Rồi chị Phương quay vòng cùng em nha. Em hai. Là mai vàng mà chị đế như tới quý vậy đó cô chú anh chị nha. Là lắm luôn trong này còn dễ lắm, trong này cũng không gì. Ở trong là đặt luôn nghe cô chú. Cây này khóc thân khách này nó lột tay lắm hả cô chú anh chị. Nhẹ xương cốt cành thì nó đóng đều lắm. Mấy cái mắt này nó bể ra phù phỉ hết trơn rồi cô chú anh chị. Rồi em xin thông số. Đây. Cái mặt này vô cho. Em xin thông số. Rồi. Dạ, hoành cái vị trí này được 46 rồi cô chú. Dạ, con không có cắn nở, cắn đâu chơi nha. 46 hoành. Dạ. Mấy cái nắp này nó bể ra xong vậy chứ. Dạ, cái này bể chưa có mạnh đâu cô chú ơi. Dạ.
Dạ đế sổ là được 54 mà. Chiều cao của cây là 118. Đúng đó, tổng bầu đế 7 nữa. Tổng bầu đế là được 220. Dạ đường kính bầu là được 77. Con đo cái củ đế trên này hảo cho cô chú nha. Đó, cái củ đế chính giữa này không là 150 đấy cô chú. Giữa là lộn lộn ở trong này không là con chú chị. Em xin cái thắt không? Dạ. Cái thắt. Rồi thoát khăn là con đơ. Rồi thoát khăn là được 16 nha cô chú. Dạ. Đó, nó chưa có chưa đựng gan cô chú. Cái này có độc chủ gió Phật có chút xíu cô chú gì ha. Mình nhanh luôn giá bao nhiêu ạ? À? Rồi cây mã 14 này con xin giao lưu cô chú là 22 triệu con bao ship 300 cây số luôn nha. Dạ. Dạ cây này cô chú có thắc mắc chỗ nào ha, rồi các bạn Zalo con quay lại chi tiết cho cô chú xem nha. Dạ số Zalo con là 0909007948. Dạ nè. Bốn này cũng là mã clip luôn. Con cũng cảm ơn cô chú ha, anh chị gần xa vừa qua đó ủng hộ con ha. Dạ, dạ rồi.